xin chào tất cả anh chị và các bạn. thì uh, vừa rồi thì có một bạn uh, có giới thiệu cho mình cái um, một bên có nhờ chạy cái, cái quảng cáo Facebook của cái uh, spa spa dưỡng sinh. thì uh, mình uh, nhân cái dịp này thì mình cũng sẽ làm một cái video ngắn ha để uh, giới thiệu uh, về cái cách mà mình research market. sau đó là mình sẽ uh, tư vấn tư vấn lại cho bên client ha. thì uh, cái cách mình làm như thế nào thì uh, bây giờ mình sẽ hướng dẫn tất nhiên thì cái việc mà chạy quảng cáo này thì mình sẽ không không chạy trực tiếp nhé mình sẽ giới thiệu cho một số bạn mà chuyên về ngành làm đẹp hay ngành spa để các bạn chạy trực tiếp còn về cơ bản thì mình cũng muốn check xem là cái thị trường này như thế nào để có thể là hỗ trợ được phía client cũng như là phía các bạn kia xem như thế nào rồi thế thì chúng ta cùng quay lại cái quy trình digital ads nữa mà trước đấy là chúng ta là là là, là đã làm đã có ha ở một số cái video trước ấy về digital ads là mình có cái quy trình này này thì đầu tiên là mục tiêu này mục tiêu này thì uh, có cả hai mục tiêu nhé lúc mà lấy brief với lại uh, đối tác đúng không? thì sẽ có cả mục tiêu sale mục tiêu sale là chủ yếu branding thì khoảng hai mươi phần chạy support brand rồi uh, chuẩn bị tài nguyên vân vân cái này thì ông nào chạy quảng cáo cũng có rồi công ty thì sẽ không có cái này nhé thuê ngoài hết à, nhưng mà cũng phải uh, cũng phải là làm việc với công ty để làm với phía 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 á để làm gì đó? để xem là nên xây dựng cái hệ thống tài nguyên ví dụ như fanpage như thế nào chẳng hạn vì ra thanh toán này chắc là thanh toán trực tiếp cho phía ấy rồi phía agency rồi vì do vậy mà sẽ liên quan đến cái fanpage này này và các cái tầng cái 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 tầng tài nguyên tài khoản bởi vì là cái cái một số cái lĩnh vực nhá ví dụ cái lĩnh vực về làm đẹp chẳng hạn á thì nó sẽ nó sẽ khá là nguy hiểm khá là nguy hiểm về cái việc trẻ quảng cáo nó dễ bị Facebook nó nó nó, nó gọi là trách cái 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 policy ấy, Đó. Cái, bởi vì là cái mạng cái mạng xã hội Facebook là nó là một mạng xã hội nha, thì do vậy là cái nội dung hay là những cái khác là nó phải tuân thủ cái đấy thì những cái ngành làm đẹp hay sức khỏe hay là liên quan đến trẻ em vân vân, hay là tài chính thì thông thường nó sẽ dễ dính dễ bị dính cái, những cái cái chính sách như vậy thì do vậy là trong cái cây này là bắt buộc là cái tài nguyên này là cực kỳ quan trọng thì do vậy cái lúc mà phân bổ ngân sách ấy, hay là cái chi phí mà quản lý uh, quảng cáo ấy, là bắt buộc phải có một cái khoản ngân sách nhất định để để đầu tư vào cái này này thì do vậy là cái chi phí kết khấu quản lý quảng cáo nó không phải là mười trăm đâu nó sẽ cao hơn đấy rồi cái thứ hai là, là chúng ta sẽ tiến hành uh, nghiên cứu thị trường thì hôm nay là mình sẽ tiến hành làm cái này này Đó, đủ, chủ yếu là đối thủ nhé Đấy, mình sẽ check đối thủ. Rồi, sau đó là các cái bước khác. Thì cái này thì chưa bàn đến. Hôm nay sẽ làm cái quả đối thủ này. Rồi, thế thì cái nội dung của chúng ta sẽ làm bao gồm này. Một là chúng ta sẽ lên Google, chúng ta search cái cái dịch vụ ấy. Đấy, sau đó chúng ta phải vào web, chúng ta xem và vào phân tích nhá Để làm gì để cho... Bởi vì trong các web thì thông thường nó sẽ gắn cái pixel Facebook ấy. Thì vào đấy chúng ta lướt xem ấy. Thì Facebook nó biết là chúng ta vào hay quan tâm những cái dịch vụ gì. Rồi chúng ta vào, sau đó chúng ta vào các cái fanpage ha. À, rồi là chúng ta cũng vào Facebook chúng ta search cái 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 uh, từ khóa là spa dưỡng sinh này à, để cho Facebook nó biết là chúng ta vào đấy chúng ta tương tác chúng ta xem chúng ta like chúng ta share tùm lum á thì để sau đó là chúng ta sẽ chờ để Facebook nó hiển thị các quảng cáo thì như vậy mình sẽ lấy được cái danh sách các cái đối thủ bao gồm là các đối thủ xếp hàng top ở trên Google này các đối thủ mà mình tìm thấy ở trong cái box search của Facebook này rồi là các cái đối thủ mà được uh, Facebook nó hiển thị quảng cáo cho mình à, sau đó là mình sẽ tiến hành là mình check cái quảng cáo của nó ở trong cái uh, của từng đối thủ ở bên trên này ha theo cái Facebook uh, ad library. Đó. Rồi là sau đó là mình uh, những cái quảng cáo mà được hiển thị ở trên Facebook ở trên tường á thì mình sẽ check targeting của nó luôn, sau đó mình sẽ thống kê và đưa ra cái kết luận. Rồi. Thì đầu tiên là mình sẽ uh, check cái ông uh, Google. Đó là mình search cái Google cái tài khoản cái này này. Đấy, thì nó sẽ ra một loạt như này nhá. Sau đó mình lại check tiếp như này. À, top thì nó sẽ bắt đầu lại ra tiếp này thì chúng ta sẽ cố gắng là trách khoảng hai à, ba 20 30k ấy nhá đối thủ nha để cho chúng ta nắm được cái thị trường một cách tổng quan đấy ví dụ chúng ta vào cái top này chẳng hạn chúng ta mở ra nha những cái những những cái là những, những cái gọi là người ta cho mình cái cái danh sách này này thì mình vào cái này mình search trên Google của từng cái đối thủ này đó, sau đó mình cũng vào fanpage của họ nhá đó thì mình vào đây mình lướt đó, mình phải lướt ở trong này Đấy. đấy. mình phải xem họ làm ăn kiểu gì Rồi sau mình kéo xuống Kéo xuống phút tới Phút tới thông thường nó sẽ có Facebook này Mình click vào Facebook dạ, yeah. Mình click vào Facebook Thì cái lúc này này Cái lúc này thì mình sẽ check nha Mình sẽ xem là họ tối ưu cái phần này tốt không này Các bên này như thế nào này như bên này là người ta update bài viết khá là nhiều đúng không? Nội dung rất chi là 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 ok đấy Nội dung hình ảnh rất nhiều, nhiều và thật Đó Rất đúng với lại cái cái nhận diện thương hiệu ấy cái màu cái nhận diện thương hiệu này này với các bài viết nó rất xuyên suốt. rồi sau đó là chúng ta vào cái phần giới thiệu page là chúng ta sẽ check cái tính minh bạch của trang. Và đó chúng ta xem tất cả. đấy và chúng ta check ở đây này nếu như mà nó có quảng cáo thì nó sẽ hiển là trang này đang chạy quảng cáo còn không thì nó sẽ hiển là không chạy quảng cáo. đó thế thì thấy cái thằng cái ông này là ông không chạy quảng cáo nha. đó thì chúng ta tắt nó đi. Người chưa đến cái ông thứ hai này. À, đây là ông thứ hai ha chúng ta cũng check. À, chúng ta cũng check từ trên xuống dưới xem như thế nào và sau đó chúng ta vào phần pay. Đấy, vào phần B. và sau đó là chúng ta cũng quay lại cái việc là là vào phần giới thiệu, đấy, vào phần à, tính minh bạch, đấy và cũng vào xem thêm đấy, là nó đưa ra này là trang này đang chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ click để đi đến thư viện quảng cáo ha. thì khi đi đi đến cái thư viện quảng cáo chúng ta sẽ check này, à như vậy là cái đối thủ đầu tiên là người ta có là gì ạ? năm kết quả, đây năm kết quả thì một là đến như vậy chúng ta sẽ copy chúng ta sẽ chụp ảnh cái này này chúng ta sẽ copy cái này này đấy và sau đó là chúng ta đưa vào trong này cứ một cứ một cái slide ha là chúng ta sẽ chụp ảnh và chúng ta dán vào đây đấy, ví dụ như đây là uh, mình làm sẵn rồi mình làm sẵn rồi thì uh, là mình có một số cái đối thủ như thế này này là mình dán vào đây đấy vậy thì các bạn cũng làm giống như mình ha là sau khi check đến cái thư viện quảng cáo của nó này là chụp À, chụp cái này này dán vào cái cái slide sau đó kéo xuống dưới này Đấy, kéo xuống dưới này thì các bạn chụp tiếp các cái quảng cáo của nó này này Đấy, chụp tiếp à, chụp những cái này để lấy gì để lấy cái nội dung à, lấy cái nội dung dán vào đây dán vào đây này đó dạ. Đấy, dán vào sau xem có còn quảng cáo nữa không dán vào hết thế thì như ông này là ông một là ông chạy gì ạ mà mình biết được ông ấy chạy về đại lý này tuyển đại lý à, nhầm tuyển à... Uh, nhường quyền đấy nhường quyền không phải đại lý đâu nhá đó rồi rồi sau đó là phía dưới này là họ chạy ăn bún ảnh nhé họ chạy một cái ăn bún ảnh inbox đó. thì như vậy là chúng ta biết được là như vậy họ có năm kết quả thông thường chạy quảng cáo thì sẽ là 50.000 mươi nghìn một một quảng cáo chẳng hạn thì chúng ta nhân lên là chúng ta biết được là mỗi ngày họ chi tiêu khoảng 200.000 trăm nghìn đấy hai trăm hai trăm ba trăm nghìn gì đấy đó thì một tháng như vậy là họ sẽ chi tiêu khoảng uh, trên dưới 5 triệu cho cái quảng cáo này này thì như vậy chúng ta phải thích nốt lại để gì ạ để sau đó chúng ta kết luận à như vậy là một cái ông đầu tiên không dạ yeah. tiếp theo cái ông tiếp theo nha thì chúng ta cũng xem web của họ là có gì không để mà còn học hỏi sau đó là chúng ta lại quay xuống dưới cùng à, ông này cũng thấy ấy nha facebook nha ở à, bên này không thấy facebook thật cũng nhiều cơ sở ha dưỡng sinh cô ba facebook đây À, để xem này có quảng cáo à, ok cũng vào giới thiệu ha và tính minh bạch à, thì trang này hiện không chạy quảng cáo chưa à, thì cũng có thể là chúng ta sẽ để xem thêm nhé xem thêm các cái fanpage khác xem như thế nào chứ bởi vì là thấy là cũng khá nhiều fanpage khác nhau hoặc là đôi khi là trong cái ngành này thì có cái những những trang là bị bị cấm chạy quảng cáo rồi à đây có chạy quảng cáo đây nha Rồi chúng ta đi đến thư viện quảng cáo này xem là 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 chảy có nhiều không à đây là chảy năm kết quả này cũng tương tự như lúc nãy được chưa và cái hình thức chảy là gì ạ là video đấy là các bạn phải để ý cực kỳ để ý những cái nội dung này nha cực kỳ để ý những cái nội dung này để làm gì là để mà sau mà viết cái câu chữ đấy hay thấy cái phong chữ này này là chúng ta phải copy này phải để ý chứ không là một cái người mới mà đâm vào cái ngành này mà chảy là ban đầu là dễ bị vi phạm chính sách Facebook lắm là nó táng cho một phát là là hẻo đấy Đúng không? là chúng ta check là chúng ta xem là họ viết câu chữ như nào họ sử dụng những cái phông chữ khác nhau kiểu gì Đấy, cái cách họ viết như thế nào để để có thể là tránh được cái việc là dễ bị vi phạm chính sách được rồi sau đó là phía dưới này cũng như vậy là chúng ta biết được là họ chạy bốc và và họ chạy video thì chúng ta cũng xem luôn nội dung nhá xem luôn nội dung để mà order nội dung làm sao để cho ok đó, rồi thế thì thế thì đây là cái trang của họ đúng không À, đây là cái trang của họ thì bây giờ mình thử tìm kiếm xem họ là chạy quảng cáo ẩn hay hiển nha Đấy, mình xuất đó thế thì đây là người ta đang chạy quảng cáo hiển cái trang cái 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 này là người ta viết đang ở trên fanpage đấy đó thì mình check được là những cái thông tin này đấy, những cái thông tin này đó rồi thế thì các bạn cũng copy và dán vào bên trong này tương tự như mình đang làm ở đây đấy thì ông này là chạy được là là năm quảng cáo đúng không ạ đó. Rồi. Tương tự đến ông này cũng vậy, cũng click vào những cái này và xem tính minh bạch của trang. Trang này hiện không chạy quảng cáo thì bỏ qua. Đấy, rồi là sau đó là tiếp theo ha, ngoài sau khi mà làm Google trong này thì bắt đầu các bạn lên Facebook các bạn xuất cái này. xuất xong thì bắt đầu lại vào từng cái. lại vào từng cái xong này bắt đầu này, cũng vào phần giới thiệu. Check phần minh bạch, trang này không chạy quảng cáo bỏ qua. Click tiếp. Trang này hiện không chạy quảng cáo bỏ qua. À, tính minh bạch. Đang này thì không chạy quảng cáo không bỏ khóa luôn. À, xem ông này có chạy không? À, cũng không chạy quảng cáo nha. Đó, thì phải chịu khó thôi, phải chịu khó trách thêm. Và sau đó là chúng ta sẽ đi ra ngoài cái cái tường của Facebook. À, tường của Facebook. À, bắt đầu này. Ngay lập tức là nó chạy quảng cáo cho mình đúng không? Thì thì các bạn phải để ý cái content này này, copy cái content này, này lại. Và sau đó là lưu lưu cái cái video này nhé sau đó là các bạn vào phần cái, lưu của các bạn trên Facebook ấy, đã lưu này này thì các bạn sẽ lưu được rất nhiều cái nội dung này để mà tham khảo sau đấy đồng thời là các bạn phải để ý những cái này này đấy, để những cái từ khóa những cái cách viết của họ này này đấy để mà 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 tham khảo để viết cho nó chuẩn được yeah, bởi vì là khi mà họ chạy nhiều rồi chạy chạy cái khoảng thời gian lâu rồi á thì có thể là đấy là cái hình thức chạy win à, thì đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là các bạn click vào ba chấm các bạn xem là tại sao tôi nhìn thấy quảng cáo này rồi các bạn click vào đây thì các bạn sẽ thấy cái tắc cái tinh của họ ở đây này đấy thì họ ở đây là họ, họ chỉ chạy là độ tuổi từ 24 mươi trở lên thôi đấy độ tuổi từ 24 mươi trở lên thôi chứ họ sẽ và vị trí ở việt nam chứ họ không 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 tắc ghét theo cái kiểu sâu nha đó thì các bạn cũng lướt như vậy đấy. tiếp theo này là có một ông khác cũng chạy này đó là các bạn cũng click vào Tại sao tôi nhìn thấy cái này? Đó. Đó, thì ông này là cài đặt độ tuổi hai bảy trở lên. Đó. Thì cần phải theo phải check như vậy ha để làm gì là để xem thị trường nó đang chạy kiểu gì để mà học hỏi. Và ở đây là cái cái mình dùng tài khoản của mình thì cũng không chuẩn lắm nhá. Các bạn nên có một cái tài khoản mà giống hệt khách hàng của của, của bạn đấy, thì nó sẽ đúng hơn. Bởi vì là mình là giới tính nam chẳng hạn mà có thể là cái dịch vụ này là dành cho nữ thì không chuẩn. Đấy. Rồi, đấy, chúng ta lại vào đây chúng ta check tiếp. Đó, À sao tôi thấy nhìn thấy cái quảng cáo này. Đó, thì đây là cái cái target của họ thì đa phần là họ chạy họ để cho Facebook từ tối ưu. Đó, thì chúng ta cũng biết được cái thị trường như vậy ha. Thì đây là một cái các cái đối thủ mà mình liệt kê ra. Thì mình cũng vào cái Facebook Ad Library của họ ấy. Đấy, mình check không? như cái ông này là ông mình check thấy là nhiều nhất này họ có hình như họ có mấy 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 chục cái 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 cái, cái, hệ thống họ nó 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 nhiều lắm tức là nhiều nhiều uh, nhiều địa điểm ấy đó thì do họ do đó mình thấy là là họ chạy quảng cáo khá là mạnh là có 28 kết quả đấy thì như ông này là đầu tiên là mình phải tính ngân sách ra ví dụ như một cái là uh, một, một 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 quảng cáo là 50.000 thì nhân lên là là mỗi ngày là cứ cho như là một triệu đi, phải không? Đấy, một triệu hai triệu đi, À, thì một triệu ha một triệu đến một triệu rưỡi thì như vậy á là một tháng đúng không một tháng là nếu mà họ chạy quảng cáo mà năm mươi nghìn thì một tháng là họ đốt khoảng khoảng ba khoảng mươi đến bốn mươi năm triệu còn nếu mà họ chạy một cái quảng cáo mà một trăm nghìn á là một tháng là họ đốt là là gần là là, là gần chín chục triệu đấy đúng nhỉ đúng rồi ờ đó thì thì mình sẽ nhân cái kết quả này này với lại cái ước lượng của mình là quảng cáo khoảng 50 đến 100 nghìn thì các bạn sẽ ra được cái ngân sách của họ nhé đấy đồng thời là cũng check phía dưới này xem là 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 cái video này đấy cái vị cái nội dung này này là gì cái cách viết như thế nào các cái hình thức nội dung họ chạy rồi là cái video nhé họ chạy ở đây là hình thức toàn video này tiếp tục là video này có hình mô để ảnh này đó. hình ảnh này. branding này hình ảnh này hình ảnh hình ảnh này đó thì phải check các cái nội dung họ chạy ha để từ đấy là biết họ chạy kiểu gì đó thì đấy là cái cách mà chúng ta cùng research rồi thì sau đó là chúng ta check các cái fanpage ha để chúng ta cũng biết được là họ chạy khoảng bao nhiêu thì ông này chạy ít hơn nó chi nhiều này thì sáu kết quả thôi thì cũng nhân lên ví dụ như là nhiều nhất thì là 100.000 một quảng cáo một ngày đấy thì sẽ là mỗi ngày mất 600.000 còn rẻ thì là 50.000 hay là 30.000 thì chúng ta cứ tính là khoảng ba trăm nghìn đến sáu trăm nghìn như vậy là mỗi tháng khoảng 10 đến 20 triệu chẳng hạn đấy, và chúng ta check là họ thấy thấy họ cũng chạy video là chủ yếu này bên này thì chỉ chạy một kết quả và chạy video này bên này năm kết quả và cũng chạy video này bên này chín kết quả và cũng chạy chủ yếu là video đó. bên này một kết quả và cũng là video bên này năm kết quả bên này có chạy tuyển đại lý ha đấy và hình ảnh này đấy, bên này chạy video này À, video này đó thì sau đó chúng ta tổng kết lại đấy thì uh, không như các cái đối thủ thuộc cái phân khúc spa khác ha thì cái 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 spa này á thì họ chảy ép chưa nhiều chỉ, chỉ một số bên là người, người ta có hệ thống ép người ta chảy khá tốt thôi còn một số bên là người ta chảy ngân sách nó thấp thì nó thứ nhất là cái cơ sở uh, cái, cái 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 chuỗi của họ nó ít uh, ít ít địa điểm chẳng hạn thì nó cũng không 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 chảy nhiều cái hệ thống mà mấy chục địa điểm rải từ bắc đến nam thì bắt buộc là họ chạy nhiều hơn. Đó thì do vậy là thì mình trách thì mình thấy một đối thủ chạy nhiều thôi. hình thức nội dung chủ yếu là chạy video, rồi là chạy vào các dịch vụ chương trình nhiều đá chung, à, có chạy để nhường quyền, chạy vào dịch vụ các dịch vụ như mọi vai đấy vân vân cái này mình phải trách nội dung ha để mình trách vào. đó số lượng s là hai đến sáu là chủ yếu. Là khoảng, nếu mà nếu mà 150.000 đến 100.000 thì nó sẽ là khoảng uh, Nếu mà một, uh, 50 000 nhân 2 thì là một ngân sách là một 100.000 một ngày. Đấy 100.000 một ngày mà một tháng 30 ngày thì nhân lên là là 3 triệu. Đấy còn nếu mà chạy 100.000 thì là 200.000 một ngày, 200.000 một ngày mà nhân với 30 ngày là khoảng 6 triệu. Đấy. Thế thì cái ngân sách nó dao động khoảng à uh, trung bình là trên dưới 10 triệu. Đấy, cái khoảng khoảng đấy. Mà mình nghĩ là chủ yếu là người ta sẽ chạy khoảng à uh, 5 triệu, 56 triệu gì đấy người ta chạy khá nhiều nha. Đấy. Rồi, còn cái đối thủ lớn ấy thì người người ta có 28S thì là đấy mình cũng nhân lên, mình cũng nhân lên là uh, 50.000 một uh, S chẳng hạn hay là 100.000 một S chẳng hạn. Đó, thì nó cũng sẽ có cái ngân sách như vậy, nó dao động 50 uh, uh, là 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 dưới 50 triệu. Đấy là cái cách tính trung bình của mình. Thì mình tính cái này để làm gì? Để cái lúc mình nói chuyện với lại bên uh, clan ấy mình khách hàng ấy thì mình ước lượng nó nha chứ cái số này nó không chính xác đâu nha mình nhân gọi là nhân lên để để chúng ta có một cái, cái cái cái, cái con số ước lượng nhất định biết được là các đối thủ nhỏ thì người ta chảy cái ngân sách khoảng là 50 triệu còn cái đối đối thủ lớn thì người ta sẽ chảy là khoảng à, uh, uh, trên dưới là 50 triệu Đó. thế thì từ cái này chúng ta sẽ đề xuất lại cho agent uh, client client sẽ biết được là à, thị trường như thế nào để từ đấy có một cái bước testing Đó. thì bắt đầu có định hướng là xây fanpage để testing content đó, thì thông thường là nên nên chắc là nên sử dụng cái phản khác bởi vì là cái nội dung bên cái ngành này nó khá nguy hiểm để chạy vào cái phản chính là nó giới thiệu phản chính sách chúng ta phải test trước rồi sau đó là chạy content tương tự của đối thủ đã win đấy đó, rồi sau đó là chạy branding và các cái uh, dạng nội dung ha đó rồi là chạy testing khoảng 50 triệu tháng ba đầu để hạn đó thông thường là chạy khoảng từng này đó. chạy từng này uh, thì uh, cái này cái testing này này nó cũng nó không không đơn giản tự nhiên đưa ra ngân sách này đâu nha một đó, là nó nên theo cái cái ngành này này đó. hai là nó phải đủ một cái ngân sách để chạy được uh, ít nhất là hai, hai tuần à, hai tuần và làm sao để có được khoảng sáu chục cái tin nhắn trên một cái content ấy. đấy mà giả sử là một cái cái cái, cái chi phí của các bạn là chạy mất trăm nghìn chẳng hạn đúng không đó thì nhân lên là nó cũng phải sáu cụ chẳng hạn chưa? đấy. Thì như vậy như vậy là nó phải có một đủ một cái ngân sách để test nếu không thì nó không đủ cái 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 lượng messenger về để các bạn có thể tổng hợp được ấy nó cũng, ví dụ bình thường thì cũng phải nếu một cái dịch vụ thì cũng phải từ 60 đến 100 cái cái cái, cái khách hàng cái inbox chẳng hạn là chưa loại trừ cái nếu mà chạy review thì thông thường nó sẽ dính cái việc là có thể là click ảo hoặc là inbox ảo nữa cơ tức là tài khoản clone ấy thì như vậy nó nên là khoảng 60 đến khoảng 100 cái người bốc chẳng hạn để mình đánh giá, mình đánh giá là cái nhân khẩu học này cái hành vi này, cái tập khách hàng này vân vân, rồi là cũng phải đủ từng đấy để cho Facebook nó học, cái máy học của nó học ấy. Đấy. Và chạy thì là chạy trong khoảng 2 tuần nhé. Thì tất nhiên thì có thể là một số ngành thì có thể ngân sách thấp hơn nhé, nếu như mà Messenger nó rẻ, còn một số ngành thì nó sẽ đắt. Thì do vậy là cần một cái ngân sách test khoảng khoảng 5 đến 10 triệu trong vòng khoảng một tháng thì mình nghĩ là có thể là chạy được rồi đó còn nếu mà các bạn chạy trong hai tuần mà nó win luôn mà messenger nó rẻ thì 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 ngân sách nó sẽ thấp hơn nhé yeah. rồi còn tất nhiên thì cái mức đề xuất ngân sách thì mình mong muốn là khoảng 12 20 mươi triệu để còn chiết khấu ra còn đủ tiền trả cho cái người chạy quảng cáo chứ không thì ngân sách nó thấp ngân sách nó thấp thì cái chiết khấu nó thấp thì nó cũng trả đâu vào đâu ạ à. không ăn thua rồi campaign ads, 3 đến 5 campaign còn content ads. Đó thì những cái này là mình đang để cái demo ra là chủ yếu thôi nha. Nó không chính xác, nó chưa chính xác đâu bởi vì mình cũng chưa biết cái ngành này nó như nào. Chạy thì mình cũng chưa chạy trực tiếp bao giờ. Ngày xưa mình chỉ là manager quản lý ở uh, chung thôi. Đấy chứ mình không không không, không trực tiếp chạy uh, đi vào cho nên là 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 mình đưa ra cái gọi là cái logic thôi, cái mindset thôi. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái này để trao đổi với lại team của chúng ta và trao đổi với lại client để chúng ta đưa ra những cái uh, định hướng và ban đầu để chạy quảng cáo đấy thì về cơ về về cơ bản thì mình giới thiệu qua cái cách mà mình research như vậy ha thì các bạn cũng sử dụng các cái cách như mình để và check từng đối thủ sau đó thích nó ra tất cả cái content của nó nha các chính sách vân vân của nó bởi vì quảng cáo này nó liên quan đến cả cái việc chuyển đổi Đấy, còn về mình thì mình chỉ dành cái này trong khoảng 30 phút đến một tiếng để mình làm cái cái slide này nó nhanh chóng cho đấy là các cái dữ liệu thông tin bên trong này nó không thuộc nó không đúng 100% đâu nha Ví dụ như các cái thông tin về ngân sách này hoặc là số lượng cầm pin này này hay là những cái uh, check này là nó không chính xác đâu nha, mình đưa ra cái con số gọi là ước lượng như vậy thôi để mọi người cùng hiểu cái logic thôi. Đấy, Nào thì cảm ơn tất cả anh chị và các bạn